Rồi, chào anh em nay rảnh mày nay mua bò không có anh em ơi. Giá mắc mắc không à. Nay rảnh làm clip đi bắt bò thịt cho anh em xem nè. Bắt 4 bò thịt cho lò nha anh em. 4 bò này là 4 bò siêu khủng anh em. Đây, cho anh em soi xem 4 bò nè. Lùa cái cảnh ra đồng vui lắm anh em ơi. Thì mấy ngày nay cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em ở gần xa nha, để ủng hộ chạy bò, đăng lên là bán, đăng lên là mấy anh em ủng hộ. Thì rất hân hạnh được phục vụ mấy anh em nha. Đây, 4 bò này dắt ra bò đồng anh em ơi. 4 bò này kêu là 4 bò siêu khủng anh em. Bò này bắt giao bò thịt cho lò anh em. Đấy, 4 con loại rồi đi không nổi luôn anh em ơi. Đuối rồi. Đó, cho anh em xem nè. Đó, lên nè, bắt đầu là con móc đầu tiên nè. Bò móc nè anh em. Đấy, kế tiếp là con bò nhỏ anh em ơi. 4 bò này nè, 4 bò này trong chuồng này, 4 bò là có một con siêu khủng anh em. Có một con thiếu đủ 50 triệu anh em. Em ngày hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2021 bắt cho anh khách lò ở địa phương đây ha. Thì mấy nay mua bò nuôi cũng hiếm quá anh em ơi. Thì giá không có bò mà giá mắc mắc không anh em ơi. Thành thử không có up clip lên cho anh em xem được. Hôm nay quẩn rảnh nè, làm clip đi bắt bò thịt cho chủ lò ha. Cận cảnh bắt mấy bò thịt ở ngoài đồng nè anh em. Lùa ngoài đồng rồi nè. Đấy, bây giờ địa chỉ của trại bò Phúc Lộc chúng em là nằm ở ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang á anh em, trên Long Xuyên 18 cây số ha. Thì mấy anh mà có muốn mua bò thịt hay là bò nuôi gì đó thì liên hệ lên số điện thoại nhân màn hình 0965185252. Còn mấy anh em mà gài điện thoại hỏi bò ngé đó anh em thì đợi qua dịch đi, trại bò của chúng em mới nhập về nha anh em. Bây giờ cái này dịch bệnh này đâu có qua trạm biên giới được đâu mà mua. Hiện tại bò nghé đã hết rồi nè, thì qua dịch đi mới có bò lại nha. Bây giờ mấy em đi bắt bò thịt bò nuôi nè. Đây, con siêu khủng nha anh em. Bò đó là con bò 50 triệu đó anh em, dữ dằn luôn anh em ơi. Cứng đẩn anh em, bò này hình đùi đít là cứng đẩn à. Bò này là kêu bằng bò siêu khủng anh em. Đấy, dắt lên, dịch lên. Đó, bò đó là con bò dữ đó anh em. Bò đó trong bài bò là con bò đó là cầm đầu đó anh em. Bò đó bốn mấy gần 50 triệu á. Bốn bò này bắt 140 mấy triệu anh em. Hey, lên bò nè anh em ơi. Lên, nắm dây lên lính. Lên thì mấy anh em mà ở xa đó, Tây Ninh, Đắk Lắk, Vũng Tàu đồ đó anh em, thì vừa qua cũng xin chân thành cảm ơn mấy anh em đã đăng ký kênh ủng hộ. Thì mấy em anh mà muốn coi bò mới, mua bò mới của em đó, đăng lên là mấy anh thấy liền đó. Thì mấy anh ở bên tay phải màn hình có chữ đăng ký màu đỏ đó anh em, thì mấy anh bấm vô chữ đăng ký đi, mấy anh bấm vô chữ đăng ký đi rồi.